Xin chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, nhắc đến bột sắn dây, chắc hẳn cô bác không còn xa lạ gì nữa đúng không ạ? Bột sắn dây thì có thể có rất nhiều những công dụng và mang lại những lợi ích cho sức khỏe khác nhau. Chúng ta có thể làm bánh, làm chè, làm nước uống cũng rất ngon. Đây là loại bột đặc biệt có nhiều tác dụng đối với con người, cao hơn hẳn so với bột năng, bột mì, bột ngô hay bột gạo. Tuy nhiên, tôi dám chắc là không phải cô bác nào cũng đã biết hết về những công dụng ấy đúng không ạ? Thậm chí là dùng bột sắn dây như thế nào cũng chưa thật sự hiểu rõ. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với quý cô bác những cách dùng bột sắn dây đúng nhất, chuẩn nhất để đảm bảo phát huy được tối đa công dụng. Cô bác đừng bỏ lỡ nhé! Cô bác thân mến, bột sắn dây là một loại tinh bột thơm ngon, giàu dưỡng chất, được chiết xuất từ củ sắn dây, thành phần ngon nhất của sắn dây. Bột có màu trắng tinh mịn, tác dụng thanh nhiệt, giải độc và trị được một số loại bệnh khác. Sắn dây là loài dây leo có rễ phát triển thành những củ rất to và dài, có củ to bằng bắp chân người lớn. Khi thu hoạch cây sắn dây, người ta chỉ lấy phần củ là chủ yếu, phần lá và rễ cũng có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Củ sắn dây có chứa các thành phần và tinh bột rất ngon và tốt cho sức khỏe nên được nhiều người ưa chuộng. Đây là bột sắn dây, người ta đem củ sắn dây đi làm sạch, sau đó xay nhuyễn cùng với nước lọc rồi để tinh bột dây lắng xuống. Đem phần bột này phơi khô, bẻ miếng nhỏ chứ không xay nhuyễn mịn như các loại bột thông thường. Ngoài ra thì bột này còn có thể ướp với hoa bưởi, hoa lài để tạo mùi hương dễ chịu. Tuy nhiên cách này sẽ làm giảm đáng kể dược tính của tinh bột. Trước khi tìm hiểu về những phương pháp của sử dụng bột sắn dây đúng chuẩn thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những công dụng mà loại bột này mang đến cho sức khỏe của bác nhé. Trong đông y, sắn dây là một vị thuốc nổi tiếng có rất nhiều công dụng khác nhau. Sắn dây có thể dùng như một loại thuốc chữa cảm sốt, nhức đầu, khát nước, mụn nhọt, chống lão hóa, giải độc và giải rượu. Ngoài ra, bột sắn dây còn là nguyên liệu làm đẹp của các chị em khi được kết hợp với mật ong, trứng gà hay các loại trái cây để dưỡng da, trị nám, tẩy tế bào chết. Uống nước sắn dây cũng là phương pháp làm đẹp từ bên trong được nhiều chị em áp dụng. Công dụng đầu tiên đó là hỗ trợ điều trị chứng nghiện rượu và giải độc. Có cô bác nào ở đây có người thân hay quen biết những người nghiện rượu không ạ? Thật sự thì nghiện rượu rất nguy hiểm, đó là điều mà không ai có thể chối cãi được. Nghiện rượu không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn cả sức khỏe tinh thần, cả cuộc sống của một người nữa. Thế nên cô bác nên hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia nhé. Trong trường hợp nghiện nhẹ, cô bác hoàn toàn có thể sử dụng bột sắn dây như một phương pháp cai nghiện hiệu quả. Rượu, bia cùng các chất kích thích khác đều có hại đối với sức khỏe, nhất là khi thường xuyên phải sử dụng hay cơ địa cô bác là người nhạy cảm, dễ dị ứng. Vì vậy, hãy thường xuyên bổ sung bột sắn dây trong thực đơn của mình mỗi ngày. Vì bột sắn dây giúp hạ huyết áp, giải độc, chống loạn nhịp tim và giúp bảo vệ các tế bào gan hiệu quả. Từ đó, giúp làm giảm cơn say cho những người uống nhiều rượu bia. Từ thời Trung Hoa cổ đại, bột sắn dây đã được sử dụng như một phương pháp chữa nghiện rượu, giảm khả năng hấp thụ rượu của cơ thể, giảm lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch một cách hiệu quả. Công dụng thứ hai là giúp chắc khỏe xương và tăng chiều cao. Canxi là một trong những thành phần giúp cho xương và răng chắc khỏe. Ngoài ra, canxi còn giúp cho mạch máu và các cơ co bóp chống máu đông và làm cho dây thần kinh truyền tải thông tin nhanh hơn. Cơ thể chúng ta hàng ngày đều đào thải một lượng canxi nhất định ra ngoài cơ thể bằng nước tiểu, phân, mồ hôi và qua da. Cơ thể cũng không tự sản sinh là canxi nếu như không được cung cấp những thực phẩm chứa canxi bạn dùng hàng ngày. Do vậy, một chế độ dinh dưỡng hợp lý là cần ăn uống những thực phẩm chứa nhiều canxi. Mà canxi thì có trong nhiều loại thực phẩm khác nhau, cô bác có thể lựa chọn để bổ sung vào những bữa ăn hàng ngày của mình. Bột sắn dây cũng là một sự lựa chọn dành cho cô bác. Theo một vài nghiên cứu, mỗi một cốc nước bột sắn có chứa đến 30mg canxi. Vì vậy, nếu chế độ dinh dưỡng hàng ngày chưa cung cấp đủ, thì cô bác có thể sử dụng thêm bột sắn dây trong khẩu phần ăn giúp cơ thể khỏe mạnh và hấp thụ đủ dinh dưỡng. Công dụng thứ ba đó là tốt cho phụ nữ có thai. Hàm lượng folate trong bột sắn dây rất cao. Thành phần này đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tạo DNA cũng như phân chia tế bào.
Loại vitamin B này nên được bổ sung trong xuyên suốt thai kỳ để giúp chống lại tình trạng khuyết tật ống thần kinh, vì đây được xem là thực phẩm tốt cho bà bầu. Tuy nhiên, thai phụ cần lưu ý, bột sắn dây chỉ nên uống khi nóng trong người, trường hợp cơ thể bị lạnh, tụt huyết áp và mệt mỏi thì hạn chế vì tính hàn cực mạnh của sắn dây. Đặc biệt, nếu mẹ bầu có dấu hiệu động thai, cường độ co bóp của dạ con còn cao thì tuyệt đối không nên dùng loại bột này của bác nhé. Công dụng thứ tư đó là hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cân hiệu quả. So với ngũ cốc hay những loại hạt khác, bột sắn dây có thể được xử lý trong dạ dày nhanh hơn. Đây là trợ thủ đắc lực cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa chứng viêm loét dạ dày, hội chứng kích thích ruột vô cùng khó chịu. Công dụng của bột sắn dây trong việc hỗ trợ tiêu hóa là giúp cô bác ăn ngon miệng, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, từ đó tăng cân hiệu quả. Vì vậy, cô bác đừng quên sử dụng bột sắn dây mỗi ngày nhé. Công dụng thứ 5 đó là tốt cho dạ dày. Bột sắn dây có công dụng hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện các triệu chứng bệnh dạ dày hiệu quả. Đặc biệt, nó còn được các bác sĩ khuyến cáo sử dụng đối với những người đang bị viêm loét dạ dày hay ruột kích ứng. Bột sắn dây khi nạp vào cơ thể có khả năng làm trung hòa axit trong dạ dày, từ đó giúp giảm đi cảm giác khó chịu do bệnh đau dạ dày gây ra. Tuy nhiên thì bột sắn dây vốn có tính hàn nên tránh sử dụng cho trẻ nhỏ bởi có thể gây đau bụng và tiêu chảy đối với các bé. Công dụng tiếp theo là trị se nắng và giải cảm. Trong y học cổ truyền, se nắng thuộc chứng chống thừa, còn gọi là chống nắng, chống nóng. Nếu khi se nắng kèm theo sốt, nhức đầu, buồn nôn và nôn, nóng ruột, thì cô bác có thể lấy 12g bột sắn dây hòa với một đường lượng nước vừa phải và dùng 20g bột sắn dây cộng 12g đậu ván giã dập dùng để sắc nước uống trong ngày. Các triệu chứng se nắng sẽ nhanh chóng giảm đi. Ngoài ra, tinh bột nguyên chất từ sắn dây còn giúp cô bác giải tỏa cơn khát và chống lại mệt mỏi hiệu quả. Cô bác chỉ cần lấy một ít bột sắn dây, cho thêm một ít đường và pha cùng nước sôi để nguội, khuấy đều và uống vào mùa hè hoặc khi đi đường dài hay những lúc làm việc vất vả. Công dụng thứ 7 đó là làm đẹp da. Bột sắn dây là một trợ thủ đắc lực của chị em trong việc chăm sóc làn da, nhưng có lẽ không phải cô bác nào cũng biết, chẳng hạn như bột sắn dây giúp đắp mặt làm trắng da. Bột sắn dây đắp mặt làm trắng da hiệu quả. Vitamin A có trong bột sắn dây giúp cho da được tăng thêm độ đàn hồi, làm cho các vết nám và tàn nhang trên da mờ dần, mang lại cho da vẻ tươi sáng. Cô bác chỉ cần cho một thìa bột sắn dây, một lòng đỏ trứng và 1/2 củ khoai tây vào máy xay nhuyễn, rồi đổ ra chén. Sau đó dùng hỗn hợp vừa thu được thoa đều lên da mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng. Sau 15 phút khi mặt nạ khô thì gỡ xuống và rửa mặt sạch sẽ với nước là được. Tiếp theo là trị mụn. Bột sắn dây có tính mát, có tác dụng đặc biệt trong việc thanh nhiệt, giải độc hiệu quả, giúp cho các độc tố tích tụ trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài, hạn chế quá trình hình thành mụn trên da. Ngoài ra, vitamin C có trong bột sắn dây còn có tác dụng làm lành các vết thương, sẹo do mụn để lại. Nó còn cung cấp độ ẩm cho da, giúp cho da săn chắc hơn. Cô bác kết hợp bột sắn dây và đậu xanh vào tỷ lệ 1:1 rồi cho nước cùng với một ít đường vào khuấy đều. Nếu không uống được bột sắn dây sống thì cô bác có thể nấu chín và sử dụng, uống 2 ly mỗi ngày để cho hiệu quả tốt hơn cô bác nhé. Và công dụng cuối cùng đó là tác dụng của bột sắn dây với vòng 1 của phụ nữ. Dùng bột sắn dây để làm nở nang vòng 1 là siêu bí quyết được rất nhiều chị em áp dụng thành công. Chỉ cần áp dụng đúng công thức và chọn đúng loại bột sắn dây chất lượng, núi đôi sẽ ngày càng tăng size theo thời gian. Là thực phẩm quen thuộc trong tủ bếp của nhiều gia đình, bột sắn dây có tính mát, thanh nhiệt, giải độc và giàu dinh dưỡng cho cơ thể. Với lượng hoạt chất Insulfafol Protein Lucitin, bột sắn dây giúp điều hòa kinh nguyệt, kích thích sản sinh nội tiết tố, giúp vòng 1 ngày càng được nâng cao. Trên thực tế thì tác dụng của bột sắn dây với vòng 1 cho kết quả tốt nhất với lứa tuổi trong quá trình phát triển từ 15 đến 25 tuổi. Sử dụng bột sắn dây đúng cách vào thời điểm thích hợp như hướng dẫn sau sẽ giúp tăng cường dinh dưỡng, kích thích vòng 1, tăng kích thước tự nhiên. Để có thể đạt được hiệu quả thì vào ngày đầu tiên sau kỳ kinh nguyệt mỗi tháng, cô bác pha sắn dây với nước ấm rồi chia uống 2 lần sáng tối. Những ngày tiếp theo chỉ cần một cốc là đủ. Phương pháp uống này cung cấp lượng bột sắn dây phù hợp vào đúng thời điểm nên kích thích tăng dần kích thước vòng 1 chỉ sau khoảng 1 đến 2 tháng sử dụng.
Chỉ khoảng 3 tuần, cô bác sẽ thấy rõ vòng 1 ngày càng nở nang và săn chắc hơn. Cô bác thấy không ạ, bột sắn dây mang đến rất nhiều hiệu quả đối với sức khỏe. Nhưng dùng sao cho đúng cách thì không phải cô bác nào cũng biết đúng không ạ? Sau đây tôi sẽ chỉ rõ ra cho cô bác một vài lưu ý khi sử dụng loại bột này. Đảm bảo nếu áp dụng đúng cách, cô bác sẽ thấy rõ hiệu quả sau một thời gian ngắn. Lưu ý thứ nhất là không sử dụng bột sắn dây quá nhiều. Mặc dù bột sắn dây tốt cho sức khỏe, một sự thật không ai có thể phủ nhận. Thế nhưng không phải vì vậy mà chúng ta lạm dụng được đâu cô bác nhé. Sắn dây có tính hàn, do vậy nên sử dụng cho trẻ em khi bột còn sống. Bởi cơ thể trẻ còn non nớt, sắn dây có tính hàn, do vậy không nên sử dụng cho trẻ em khi bột còn sống. Bởi cơ thể trẻ còn non nớt, hệ tiêu hóa còn yếu, nên nếu sử dụng bột sắn dây sống cho trẻ dẫn đến tình trạng tiêu chảy lạnh bụng. Canh sử dụng tốt nhất để tránh được những tác hại của bột sắn dây với trẻ em là hãy nấu chín cho trẻ. Phụ nữ mang thai rất dễ bị mệt mỏi và lạnh, do vậy càng làm tăng tính lạnh khiến thai phụ mệt mỏi. Đặc biệt những thai phụ có dấu hiệu động thai thì không nên dùng bột sắn dây vì có thể gây ra những cơn co bóp tử cung và dẫn đến sảy thai. Bất kể thứ gì, bao gồm cả bột sắn dây, dù có tốt đến đâu nhưng nếu sử dụng quá nhiều đều sẽ đem lại tác hại cho sức khỏe. Một người bình thường không nên uống quá 1 ly nước bột sắn dây một ngày và nên đun chín thêm một chút đường để uống, đảm bảo công dụng lại an toàn. Thứ hai đó là về thời điểm sử dụng bột sắn dây. Như tôi đã nói là mặc dù sắn dây thì rất tốt nhưng chúng ta cũng không nên uống sắn dây mỗi ngày với mục đích giảm nhiệt và làm mát cơ thể. Tính hàn của sắn dây khi hấp thụ quá nhiều sẽ dẫn đến khó tiêu và đầy hơi, đặc biệt là khi cơ thể đang mệt mỏi, tụt huyết áp hay mới ốm dậy. Uống bột sắn dây sẽ khiến tình trạng nghiêm trọng hơn. Cô bác cũng chú ý là không nên uống quá 1 ly một ngày và uống liên tục trong nhiều ngày. Dạ dày cần được hấp thu chất dinh dưỡng từ nhiều loại thực phẩm khác nhau. Nếu cô bác phải hoạt động mạnh và trời oi bức, cô bác nên tìm kiếm các loại thức uống cung cấp điện dài để bài tiết mồ hôi một cách hiệu quả hơn. Không nên uống bột sắn dây vào buổi sáng, đặc biệt là lúc đói bụng. Bởi vì đây là lúc nhiệt độ cơ thể hạ thấp, lượng hormone tăng trưởng trong máu rất thấp. Hấp thụ bột sắn dây lúc này sẽ khiến cơ thể của cô bác có cảm giác khó chịu, mệt mỏi và ảnh hưởng tới sức khỏe. Bữa trưa, khi nhiệt độ cơ thể tăng cao và thời tiết oi bức hơn, uống 1 ly bột sắn dây để hạ nhiệt cơ thể là lý tưởng nhất. Hoặc cô bác có thể uống như một bữa phụ lúc chiều muộn hoặc trước bữa tối khoảng 1 tiếng. Cô bác hãy thêm một chút nước cốt chanh để tăng hiệu quả kiểm soát cân nặng. Thứ ba là những thực phẩm không được kết hợp cùng với bột sắn dây. Bột sắn dây kỵ gì chắc hẳn là thắc mắc của không ít người. Thậm chí có câu hỏi rằng tác dụng của bột sắn dây và mật ong có tốt không? Nước bột sắn dây tuy là thức uống giải khát tốt, nhưng hãy nhớ rằng nên hạn chế dùng bột sắn dây và mật ong. Vì đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đây là hai thực phẩm kỵ nhau, nếu kết hợp cùng với nhau có thể dẫn đến những tác hại nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, rất nhiều cô bác có thói quen ướp hoa bưởi cùng với bột sắn dây để làm nước uống cho có mùi vị thơm ngon hơn. Tuy nhiên, chúng ta không nên áp dụng cách này vì bột sắn dây sẽ mất đi một số dược tính quan trọng. Bột sắn dây có vị ngọt tự nhiên, vì vậy không nên cho quá nhiều đường khi pha chế. Đường ngọt vừa gây nóng vừa có hại cho cơ thể, sẽ không đáp ứng mong muốn thanh nhiệt như mục đích ban đầu. Thứ tư là những người không nên dùng bột sắn dây. Trẻ em thì không nên dùng bột sắn dây ở dạng sống bởi hệ tiêu hóa còn non nớt, dẫn đến tình trạng tiêu chảy lạnh bụng. Vì vậy, để thanh nhiệt cho bé, các mẹ cần nấu chín bột sắn dây hoàn toàn để an toàn cho dạ dày của bé. Các bà mẹ mang thai đang mệt mỏi suy nhược khi uống bột sắn dây sẽ làm tình trạng trầm trọng hơn. Đặc biệt là thai phụ có dấu hiệu bị động thai không được sử dụng, nó khiến dạ con bị co bóp dẫn đến sảy thai. Khi cơ thể đã có những triệu chứng như đầy bụng, tiêu chảy lạnh bụng hay cơ thể bị suy nhược mệt mỏi thì cô bác không nên uống bột sắn dây để tránh có hại cho sức khỏe nhé. Thứ năm đó là không pha bột sắn dây với nước lạnh. Lượng bột sắn dây tiêu thụ không nên quá 30g một ngày và nên chia đều thành 2 lần trong ngày. Đặc biệt, cô bác phải nấu chín trước khi uống hoặc pha bột sắn dây với nước nóng do tính hàn và những tạp chất bụi bẩn có thể lẫn vào trong quá trình chế biến.
Thứ sáu đó là cách pha bột sắn dây chuẩn nhất. Có hai cách uống hàng ngày, không nên pha bằng nước lạnh vì dễ bị đầy bụng khi uống hoặc cơ thể sẽ không hấp thụ được. Vì tinh bột sắn dây kết cấu rất bền vững, ngâm nước cả tháng cũng không bị chua hoặc thối. Cách 1. Dùng 200ml nước, lấy khoảng 2-4 thìa ăn phở, 3-40g, cho bột sắn dây vào cốc, thêm đường theo sở thích của mỗi người, thêm khoảng 10ml nước lọc, quấy đều cho tan bột sắn và đường, sau đó cho vào nước sôi quấy đều. Làm sao cốc sắn dây đạt 60-70 độ C là được, cốc nước vẫn màu trắng, nếu màu trong quá là nhiệt độ và bị chín, làm giảm công dụng của tinh bột sắn dây. Tinh bột sắn dây không nên pha uống sống, pha với nước lạnh và không nên pha với quá nhiều đường sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Cách 2. Hòa tan tinh bột sắn dây với nước lạnh, cho vào nồi vừa đun vừa quấy đều đến khi chín sắn dây rồi mới sử dụng. Bột sắn dây là thức uống dinh dưỡng khá phổ biến, tuy nhiên không phải ai cũng biết thời điểm uống bột sắn dây lúc nào là tốt nhất. Lưu ý cách uống bột sắn dây đúng cách và mua bột sắn dây uy tín, đảm bảo chất lượng để đạt được hiệu quả dinh dưỡng tối đa nhé. Hy vọng là những thông tin về công dụng của bột sắn dây được chúng tôi chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với cô bác. Bởi vì đây không chỉ là thức uống bổ mát mà còn là một liều thuốc bổ cho nhiều bệnh lý, cải thiện hỗ trợ bệnh điều trị hiệu quả. Cô bác hãy nhanh chóng xuống bếp và chế biến ngay những thành phẩm từ bột sắn dây thơm ngon bổ dưỡng nhé. Cô bác thân mến, thời lượng của video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi. Quý cô bác hãy để lại những bình luận ở phía dưới để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp trong những chương trình sau. Và đặc biệt, cô bác đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này tới bạn bè thân yêu của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo.